Bây giờ hả? Dạ. Ba không đi hả được? À, không uống thuốc. Súng Hỏa Mai cò à? Mồi cò à? Để em kiếm súng A Cha. Đem cò. Mấy cái súng này là phải mồi lên rồi đốt nó mới nổ, mồi cò nữa đó. Thôi, bây giờ con đi kiếm súng AK mà Việt Nam xài hồi chiến tranh Campuchia. Ủa? Sáng vậy đâu ạ? Không đợi đây ăn chung 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 nhóm vui. Sao? Đi 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 theo đoạn này con. Kỵ sĩ hả con? Và những người này chết trong bộ giáp thì vì mất máu nhưng mà chết rồi. Và hai bộ này sẽ là hai bộ giáp nguyên bản của đất luôn ạ. Bên trong thế kỷ 15 là họ vẫn thiết kế bộ giáp bên trong là 20kg một bộ. Cái gương là 4kg là 24kg. Nhưng mà đầu thế kỷ 16 là đất cải tiến hơn rồi, họ làm nhẹ hơn còn khoảng chừng 17-18kg một bộ thôi ạ. Và cái gương này còn có 3.2kg thôi. Và lát nữa nhà mình qua khu 2 là mình thấy con ngựa cao 2m3 với tỷ lệ 1:1 luôn ạ. Và bên này đã trưng bày là thước biển Viking ở châu Âu ạ. Ở các nước như Na Uy, Đan Mạch, gốc của người Viking là họ sẽ ở Thụy Điển. Thì những người Viking họ sẽ trang bị giáp lưới với khoe mắt xích hình tròn lại với nhau. Và giáp thì của họ làm dùng để chống cung tên với chống chém. Nên là những người muốn đánh những người Viking đó là người ta dùng búa, chùy gai hoặc là rìu ạ. Họ đập mạnh từ bên trong những cái bộ giáp như thế này thì những người này trực tiếp giật thịt, giật nội tạng bên trong mình chết ạ. Và những người Viking thì họ thường xuyên di chuyển tàu biển, họ mặc giáp lưới thuận tiện hơn di chuyển. Và trên đây là mình sẽ mô phỏng cái thuyền ngày xưa người Viking ạ. Còn bên kia sẽ là thuyền người Viking. Thuyền đẹp ha. Phía dưới sẽ là cái gương to bản của Scotland dùng để phá giáp ạ. Những cái kiếm phá giáp này họ sẽ làm cái bản lề to thôi chứ không có làm cho nó bén, mà dùng để phá những cái bộ giáp kỵ binh như bên này. Thấy thú vị, thấy thú vị không? Quá hay không? Và phòng trong này là sẽ trưng bày của châu Á không? Và ba người ngoài cùng sẽ của Nhật Bản. Và ở giữa sẽ là Samurai. Thì Samurai sẽ là thuộc hạ của tướng Sô Vinh ạ. Sô Vinh sẽ là đại tướng quân hai ông hai bên này ạ. Thì những cái người này khi mà họ ra trận họ được trang bị hai thanh kiếm bên trong người. Cây dài bên trong sẽ là katana dùng trong tác chiến. Còn cây ngắn kế bên sẽ là waki yashi là họ dùng trong cận chiến ạ. Và một số trường hợp đặc biệt khi mà những người này bại trận là họ dùng cây ngắn trên chiến ạ. Người ta gọi là cây tanto ạ. Là họ dùng trong những nghi lễ, nghi thức rập mụn tự sát ạ. Và do người Nhật người ta có lòng tự trọng rất là cao. Cứ bại trận họ trở về nhà là họ rạch mụn tự sát. Thì ở đây á, rạch mụn càng sâu càng dài và chứng được cái tinh thần võ sĩ đạo người ta càng cao. Khiếp à. Lập ra Mông Nguyên. Thế nên với cái việc là Mông Nguyên sang Việt Nam 3
lần họ bại Trần Hưng, cả ba lần vị tướng Trần Hưng đã ông ta ạ. Và vị tướng Trần Hưng đã được xếp một trong một vị tướng nổi tiếng và tài ba thế giới ạ. Và ba người trong cùng là lính của thời Mãn Thanh, nó ba kỳ khác nhau là Hồng Kỳ, Hoàng Kỳ với Bạch Kỳ ạ. Còn hai bên mặt màu đen bên trong là xa tướng, một người xa tướng thời nhà Tần, thời Tần Thủy Hoàng, và ông bên cạnh xa tướng thời nhà Tống ạ. Và biết là xa tướng thời Mãn Thanh thì trang phục của ông mặc trên người bên này người ta gọi là lông bào. Thì lông bào này của ông khi mà họ ra trận người ta gọi là chiến bào, ở bên trong ông được trang bị cất giáp bằng đồng bên trong. Đây là trang phục ra trận của vua. Còn cuối cùng ông bên này sẽ là lính tốt là phải. Người kế bên sẽ là người Viking ở vùng Bắc Âu ạ. Thì đặc trưng của người Viking lúc nào mình thấy người trang bị giáp lưới ạ. Và ông cuối cùng bên này sẽ là lính đánh thuê của Thụy Sĩ thế kỷ 16. Thì giáp của họ mặc sẽ thiết kế là hai khớp với hai bản lề hai bên. Khi mà những người này họ ngồi lên gọi là chúng xe sang hai bên để bảo vệ phần đường của họ. Và những ông này lính đánh thuê, thuê đâu khoảng đó. Hiện tại họ vẫn đứng canh tòa Vatican bên Ý ạ. Bây giờ mình vô Ý vẫn sẽ thấy đội binh đánh thuê của Thụy Sĩ nào. Còn sau lưng là sẽ vùng Trung Đông ạ. À. Người trong cùng sẽ là đế quốc Ba Tư là nước Iran bây giờ. Ở giữa sẽ là bộ tộc Pashtun của Tajikistan ạ. À. Còn người cuối cùng bên này sẽ là dân tộc thiểu số của Thổ Nhĩ Kỳ. Thì những người này là họ là người da màu rồi ạ. À. Là họ sẽ bị phân biệt chủng tộc nhưng không có được mặc giáp ạ. À. Bây giờ nhà mình di chuyển cái này mình để trái mình lên lầu cho tới thời của Hoàng Đế Nam của Pháp. Ở trên là mình bắt đầu có súng rồi ạ. À. Súng rồi, có súng rồi. Lên, lên, lên đi đi. Súng nè, súng thiệt mà. Súng quá trời, quá chừng luôn. Súng thiệt không nha. Qua năm 1815 này bị bắt tại Cam Đảo, 1821 là tới 6 năm nữa ông mới chết. Khi mà ông chết thì tóc ông bị dương tính cái chất arsen rất là cao. Người ta nghĩ ông bị đầu độc chết chứ không phải là bệnh chết. Giống như đời ông ra đảo mà cho ông ăn ngày ít ít vậy. Sau năm đó chết đi tóc bị dương tính chất arsen gọi là chất hạt tính. Bây giờ cũng đầu độc vô đó mà. Dạ dạ. Nabo Lâm ngày xưa ông rất là giỏi, hai tay á, mà ông viết hai cái lá thư á, thì hai cái nội dung nó khác nhau. Một mình đọc cho 8 thơ ký làm việc cùng một lúc rất là giỏi. Nhiều người nói ông là hai cái bộ não á. Một tay thì ông viết thư pháp, một tay ông viết thư tình, nên hai cái nội dung nó khác nhau. Nabo Lâm ngày xưa mà ông thắng cái trận này cái nữa, học sinh bây giờ chắc học tiếng Pháp rồi chứ không học tiếng Anh. Nói chung là thay đổi cả thế giới, gọi là trận chiến cuối cùng ông, trận Waterloo. Còn đây là đội quy binh cổ, cũng là những chiến binh kỳ cựu thuộc lực lượng cảnh sát hoàng gia để bảo vệ hoàng đế Na Bồ Long. Kể từ chiến dịch đầu tiên là những cái trang phục thế này. Những người cảnh sát hoàng gia bảo vệ hoàng đế người ta đội những cái mũ da gấu nè. Người ta cầm mấy cái lông gà trên đầu, thứ nhất là phong được cấp bậc, thứ hai đó là ký hiệu của trung đoàn. Thì cấp bậc của ông đây, lớn ông ở đây. Vì cái lông gà trên đầu cây màu trắng là tượng trưng cho cao cả.
Còn biểu tượng người cảnh sát người ta đeo cô đại bàng chức cổ đó, bằng đồng thay cho một cái thẻ bài của họ. Đây cái lê này nhìn mới rõ đó, ba cạnh cái lợp nhìn rất là sâu mà nó nhọn nữa. Cái cây này mà chọt trúng cái chắc nhọt dữ. Thấy ông trời luôn. Nước ăn chưa? Còn trong đây là lực lượng xạ thủ của quân đội Pháp được thành lập vào năm 1804 do Na Bồ Lâm đệ nhất thành lập đây, hình trong đây được. Ông bận cái áo trắng màu xanh đen, thì lính Nam mà lại mặc áo trắng màu xanh đen lính của thời Nam thành lập. Ký hiệu của họ ngay cái mũ mình thấy là con gà trống có loa đứng ngay cái mũ, bởi lúc nào lính Pháp cái cây lông gà cầm gà trống đứng ngay trên cổ cái loa. Còn ở đây là ông chủ sưu tầm được hai cây súng của Na Bồ Lâm ngày xưa, là cây này với cây này, Na Bồ Lâm Bodyguard. Bodyguard là cận vệ của hoàng đế Na Bồ Đông ngày xưa đã sử dụng hai cây này. Anh Nguyên Bạc dạ. Cái này 1812, cái này 816, cách nhau có 4 năm. Họ thay đổi cái mẫu mã có tới với 3 súng nè, nhìn dễ phân biệt. Mỗi cây đều có khắc cái tên người sử dụng hết. Giống như ngày xưa họ phát súng với người nào, họ khắc cái tên người đó, cây súng cho bảo quản mình giữ súng. Thì đó ông này sẽ tầm cây giỏi nữa, ông chỉ sẽ tầm được hai cây của cận vệ của Na Bồ Đông thôi, chứ không được của Na Bồ Đông. Thì nói ông cũng quá giỏi rồi. Tiếng Pháp là hai cây gặp để co đó, là bodyguard. Giống như bây giờ bà xếp lớn đó, anh gặp để co theo bảo vệ, gọi là gặp để co, bodyguard. Các tên trong giữa này, mình coi kỹ có tên mình ở bên trong không? Có ai nói. Nhiều người cho hỏi ông chủ mua cái súng này nè, ông có bao nhiêu tiền một cây vậy? Ông lắc đầu nó coi, rất là nhiều tiền thôi chứ không có nói giá. Tại người nước ngoài đam mê, họ thích mua nó giá. Chứ mấy cái đồ cổ nó cũng là vô giá, chứ phải mua đi rồi mình bán lại mà nói giá, thì người ta không nói giá. Cái quý giá là chỉ công người ta bỏ vô cầm. Cô chị mình đang đứng cái tủ súng này là cô chị mình con chị chỉ lên đó nhà có tủ súng. Dạ, mình có tủ súng nè. Nhưng mà ba cái hay nhà. Tủ Pháp thì sao có đứt ở trong đó? Sao con không biết đứt? Còn đây mình màu đỏ là nước canh đó. Hình như cả. Màu đỏ là canh ngày xưa mà tha thơ mình ra trận chiến sáu mắt cào mà đâm với nhau á. Thì người ta nói là chết hiên ngang không có máu. Sự thật là máu ra bao nhiêu người nó thấm với sao cái màu đỏ là chết mà vẫn dọa được người ta sợ. Đã hại như ông chết nằm đó, bị thương nằm đó mà không biết ông có chết có bị thương hay không. Mình lại gần, ông đâm mình chết là sao? Thật sự ngày xưa người ta chết rồi mà mình cũng rất là sợ. Tại vì chết mà không thấy máu, chết mà vẫn dọa được sợ được. Nói chung là màu đỏ đó, cái này ngày xưa chết sống người ta không biết, khi chết vẫn dọa được người ta sợ. Họ cũng có ý đồ hết. Còn cái trận mà đấy qua Tết luôn mà kia là kiểu bên này đánh. Ông nội mũ bằng lông gấu cầm cái kiếm chạy tới kiểu bên này đánh cái trận qua Tết luôn ngoài kia. Cái trận đấy qua Tết luôn ngoài kia là bá tước Wellington chỉ đạo cái trận qua Tết luôn đánh thắng Na Bồ Lâm là Wellington. Đây là lính của Wellington ngày xưa. Hiện tại giờ anh vẫn còn trong một bên trong này, họ đứng ở canh gác công điện bút trên nhau. Cái trang phục này là cái trang đội mũ da gấu cao lên trên hai cái trang phục này. Đây là bá tước Wellington, ông chỉ đạo cái trận qua Tết luôn đánh thắng ông Na Bồ Lâm, bá tước Wellington. Ngày xưa Đức Anh họ có từ trung đoàn thứ nhất cho tới trung đoàn 99. Nhiều người nói trung đoàn 99 của Đức Anh họ thay đổi cái mũ nhìn giống Hồi giáo. Nhưng họ bằng áo màu đỏ theo quy chương của bà nữ hoàng Victoria. Mỗi màu cờ mình đằng sau là biểu tượng cho mỗi một cái trung đoàn khác nhau hết. Nó khác nhau cái hiệu bên dưới thì chung là mũ của bà nữ hoàng phía trên. Trung đoàn 99 ngày xưa đánh qua tới Ấn Độ nên những cái mũ của họ nó lai lai ấu lai được cái giống. Mà Ấn Độ có hai Hồi giáo, một Hồi giáo là con heo ăn thịt bò, một Hồi giáo là con bò ăn thịt heo. Vì cái tưởng tượng của họ là con heo đó. Nhưng mà thôi Việt Nam mình ăn con bò con heo luôn. Con gì cũng vậy. Đây là quân đội hoàng gia Đông Ấn Hà Lan, châu cha hụt đó ta là nón thời trang bây giờ. Nhiều người ta gọi là cái nón sơn đó. Đây là trang phục nước Anh, đây là Hà Lan. Còn đây là pháo kỵ binh của Hà Lan trong cái trang phục màu vàng. Pháo kỵ binh là ngày cho họ bắn pháo, nhưng họ di chuyển bằng ngựa thì rất là nhanh, gọi là pháo kỵ binh. Thay vì mình dùng sức mình đẩy pháo đi, họ phải kéo pháo đi bằng ngựa, gọi là pháo kỵ binh. Bốn con ngựa họ kéo một cái khẩu pháo. Qua đây coi cái súng dài nhất ở bảo tàng mình cứ qua 2-3-4 có mấy lần. Đây là quê binh nguồn gốc Pháp, tại Na Bồ Đông thường thấy lông gà là thấy Na Bồ Đông, lính Na Bồ Đông sẽ có lông gà cầm trên đầu. Mà ngày xưa cho họ là mũ bằng da gấu, thế này nó có lợi cái hai. Tại vì trong cái ổ lạnh người ta làm da gấu rồi để chấm cái đầu. Thứ hai nữa là hai bên được ra trận chiến sắp các gà và đâm với nhau. Họ không có định trị được cái đầu đâu thì họ đâm trượt lên trên. Tại vì họ làm cái mũ cao lên mà giống tóc á. Thì ngày xưa họ làm cái mũ như vậy thì cũng có sự tính toán hết, gọi là họ ngụy trang.
Hoặc mình vừa lúc lên là tới cái đầu không bắn được, bắn trúng cái mũ chứ không có bắn trúng cái đầu. Cái súng này nè, bắn có một viên một và bắn được có 50 mét, bắn đạn bi trì. Sau này hồi qua khu 2 sẽ lấy viên đạn trì để tròn với đạn keo mình bằng trì. Yeah. Ủa là đây là của đâu mà nhà Hà Lan? Ngày xưa Hà Lan đánh qua tới Trung Quốc những cái mẫu áo mà lúc sắc này nè. Hà Lan copy kiểu của Trung Quốc bây giờ làm cho nước mình. Nên nhiều người tham quan. Ủa sao Hà Lan bạn áo giống của Trung Quốc vậy? La la cái mẫu nút tàu gọi là cái mẫu nút thắt này chứ. La la thôi cái xong cái giống. Còn mình xem cái lê này nè, châu thì không biết sao chứ còn châu Á mình chắc là xuyên hai người quá. Cái lê nó dài người châu Á mình này nhỏ nhỏ xinh xinh. Quý sĩ. Còn bên đây có hai cây nỏ nè, cây trên mình bắn mũi tên nè, còn cây dưới bắn pin hoặc là bắn đá như một cái dàn đá của nước Anh. Khi mà ba cái bộ giáp mà tầng dưới ra đời, ta chế những cái giáo là cái bộ binh cây kích, những cây bên đây nè sẽ đánh lại những binh lính bằng áo giáp. Họ không có đâm thủng được cái áo giáp nhưng mà đâm cho mấy cái khe hở của giáp nách hoặc là cái cổ áo. Thì hai cái ngạnh nhọn hai bên đây nè, họ đâm vô và giật ngược cái lại là sẽ bung cái áo giáp ra. Giống như chế áo giáp ra đời, chế những cây này ra để trị lại áo giáp. Ngày xưa mà bây giờ cũng vậy, người ta gọi là cái mâu, cái thửng đó. Ông này chế cái này cho chị ông kia, thì ông kia chế cái nọ này chị ông này, hai ông chế qua chế lại, gọi là cái mâu, cái thửng. Ông này chế được cái mâu, nó tôi có cái mâu, tôi đâm đâu cũng thủng. Còn ông kia chế được cái thửng, tôi có cái thửng đỡ bất cứ nơi đâu của cái mâu. Cái mâu đâm đâu thì cái thửng đỡ đó. Mâu thửng kể từ đó gọi là từ mâu thửng. Quá hay. Còn đây là cái súng dài nhất ở bảo tàng, mình gọi là cây súng gác thành của Ấn Độ. Vào năm 1800 thì cách đây 224 năm, cây súng này khi bắn ngày xưa phải gác lên cái bờ tường thành, bắn cái dài lắm không cầm nổi. Cây này dài 2m4, nặng 14 kg. Còn cây dưới đây 1m8 của Mỹ thế kỷ 19, cây nó bắn phải có cái giá đỡ cho nước là nặng. Cái giá đỡ của cây súng này là cái cây ở phía trên là cây chính giữa, ở cạnh cái đầu nhọn ở đây là súng cát, và đó con gác cái súng lên trên bắn gọi là cái giá đỡ của cây súng. Bây giờ người ta dùng cái giá nó chậm lắm, cần câu đi câu cá hay là bắn bia. Bắn độ xa nhiêu? Cây này bắn trên có 100m thôi. 100 mét. Còn đây là cây nỏ, lúc anh kia bắn đây thì hai cái quay và sẽ dựng cái thăng bằng những cái đôi cánh để cho cái mũi tên bay cho thẳng rất là nỏ. Mà gia đình mình nhớ cây nỏ này là của nước Anh nghe, chứ phải nỏ thần An Dương Vương. Nó thần An Dương Vương thì sẽ bị trọng thủy lấy mất rồi. Nó cho anh cho mượn cái nỏ thần của nước Anh, anh coi cái con cái mắt luôn cây nỏ. Chắc là coi chưa xong nên chưa có trả. Mà nghe nói giờ còn đang coi á. Cái sau lưng mình mới ghê, không phải để gã lên đâu. Cái kích của thị sĩ thế kỷ 16, cái này dùng để đánh những cái lính cưỡi ngựa. Khi một cái lính cưỡi ngựa chạy tới, họ sẽ đập thẳng chính cái đinh, họ giật cái lính té xuống, họ chở cái đầu nhọn lại rồi đâm. Cái cây này ngày xưa họ dùng cho bộ binh, họ trị đi chứ kỵ binh. Mà ngày xưa trong đánh nhau họ có một quy ước là chỉ người đánh người thôi chứ không được đánh ngựa. Chứ không phải mình coi mấy phim với châu Á đập cho cái ngựa, chặt cái ngựa, nói chung là họ làm mọi thủ đoạn biện thắng thì thôi. Nhưng châu Âu thì không có, cho nhân họ thắng cho còn công, mình chỉ người đánh người thôi chứ người đánh người không đánh được thua. Tại vì trong ngày xưa họ chiến tranh bằng quy ước, đánh nhau là phải có lực, nhưng mà chiến tranh là quy ước, đánh quân tử mà. Thứ hai là những con ngựa trong ngày xưa đánh nhau toàn là ngựa chiến cơ mà. Khi mà thắng trận cái gì họ gom những con ngựa gì họ làm chính lợi phẩm. Bên kia chuột số tiền một con ngựa bao nhiêu, chỉ người đánh người thôi chứ không được đánh người, họ làm của luôn. Quá hay. Đến bây giờ châu vẫn còn là chiến tranh quy ước, chẳng hạn như Nga mà đánh Ukraine đó là quân đội đánh với quân đội chứ không đánh dân. Israel đánh rồi. Còn mình coi chứ 15, 16 bọn mình bỏ ra thế kỷ 17 không? Bỏ làm đi, chỉ che cái ngực chế đầu, áo giáp cái ngực của Pháp. Mà ngày xưa Pháp chéo giáp có phần nhau thế này, khi tên như đạn nó bắn vô nó trượt ngang qua hai bên chứ không có vô người. Còn châu Âu kiếm công như thế này, cái kiếm chém, còn cái kiếm thẳng là kiếm đâm. Cái kiếm này là mình rút ra, thứ nhất là bén, thứ hai là ngồi trên lưng ngựa, cái chớ ngựa nó chạy rồi họ xớt mình một cái muốn là đứt làm hai luôn, rất là bén vì cái chớ ngựa nó chạy mạnh lắm. Mà thế kỷ 17 này Pháp chế giáp ra còn thiếu nè, còn cái chỗ nguy hiểm nhất mà chịu che chỗ đó mà tên với nạn nó có bắn như một cái thì không chết thì cũng chết luôn cho rồi, chứ sống cũng không bằng chết. Chắc cái người chế áo giáp thì ra không có đi lính hay sao. Đây có những bức tranh như là đó, chiến tranh này là chiến tranh thời trang các bạn, rất là đẹp, như là cái thời trang cái đẳng cấp ăn bận đẹp lắm. Còn đây là cái giấy chứng nhận chứng chỉ của cây súng nè, ở trên cái bờ tường thành nó có cái nổ châu mai đặt cây súng trên đó bắn chứ không có mang đi. Mua đấu giá bên Ấn Độ viết vào giấy chứng nhận chứng chỉ và ký tên đây, đây là công ty đấu giá nằm ở góc bên này. Nói chung là những cái vũ khí này là ông chủ đi mua đấu giá mang về nếu quý là tiền không. Dạ, để nói thêm gì đây các mình hiểu, ở bảo tàng mình đang là chỉ có súng với kiếm là nguyên bản đó thôi, còn trang phục á là một phần là nguyên bản, đa phần trang phục là phục chế. Nếu phục chế đây ông Ngô từ bên nước ngoài về chứ mình đây không có phục chế. Giống như phục chế đây là phục chế là thời xưa mà cầm những cái súng cái kiếm cổ này,
chứ không phải phục chế thời bây giờ mà cầm những cái súng cái kiếm cổ thì nó không có phù hợp. Nên ông để là bảo tàng vũ khí cổ chứ không có để là quân phục cổ. Vì mấy cái giải nỉ mình để lâu đi bị một chuỗi này dụng khí rồi, nó là như vậy. Dạ là gia đình mình xem tới đây bài học kết thúc của một cái bài gia đình chúng ta. Dạ mẹ phải đi thắng một trận lòng sao là khu 2. Có khu 2 sao bắt đầu qua khu số 3, số 4, số 1, tới 3 khu như thế này. Đây là mới có khu 1. 2, 3, 4 thì có máy lạnh. Dạ là cảm ơn gia đình. Cảm ơn. Vui quá. Dạ cảm ơn. Cái này Huy Trung Việt Nam hả? Ờ. Cái sao, đưa cái mặt ra đi được. Được rồi. Đi vô đây, ta thiết bên hay quá. Không có đam mê chụp hình. Đây có máy lạnh. Ngựa thiệt à? Dạ vâng, phía trước cả nhà mình nhìn thấy là con ngựa này được mô phỏng tỷ lệ 1:1 so với con ngựa thực tại cung điện Buckingham của anh. Con ngựa này cao 2m3 và hiện tại họ vẫn đang sử dụng giống ngựa này để đi tuần tra và diễu hành tại cung điện. Khi trèo họ sẽ có một cái bệ đỡ hoặc có người hỗ trợ để trèo lên
Và toàn bộ trang phục trong này đây đều là của hoàng gia, không thay đổi mặt chi tiết nhiều suốt 100 năm qua. Về phía trong tủ đây đã trưng bày 3 nón của tướng dùng cho các buổi lễ nghi, nghi thức. Đại bàng hai đầu ở giữa là của Nghe, đại bàng được nón là của Phổ, sư tử là Saxony. Phổ và Saxony thuộc Đức, sau này mỗi nón cân nặng từ 2-3 kg. Về thông tin chi tiết thêm về con ngựa này, nó thuộc giống ngựa kéo Ireland, cân nặng từ 600-700 kg và một ngày ăn tới 15 kg, đây là một bữa ăn của nó. Và giống ngựa này được xếp trong top 3 những giống ngựa lớn nhất thế giới. Vì áo đen ngoài cùng đây ạ, đây là cảnh sát hoàng gia và hiện tại họ vẫn đang mặc trang phục như vậy luôn ạ. Vì áo đỏ bên này là tướng lục quân, vì áo vàng đây là vệ binh. Ông có nhiệm vụ đi đầu dẫn đoàn thổi kèn báo hiệu cho người dân biết rằng sắp có quân đội hoặc đoàn của nữ hoàng Anh đi qua. Chữ E2R trên lá của vị này là viết tắt của tên nữ hoàng Elizabeth đệ nhị, chữ R là Royal hoàng gia. Còn vì áo đen bên này đây là tướng triều đình hoàng gia. Hai vị cầm giáo phía sau đây là kỵ binh dùng giáo thứ 9 và thứ 16 của nữ hoàng Anh. Còn về hai vị áo đỏ bên này, đây là vệ binh tối cao của nữ hoàng Anh. Nếu anh chị có theo dõi buổi tang lễ của nữ hoàng Elizabeth đệ nhị, hai vị này mặc trang phục và đứng xung quanh linh cữu của bà. Và để có thể mặc lên quốc phục này, họ phải tham gia quân đội trên 22 năm mà được bảo vệ trực tiếp cho nữ hoàng Anh. Trên áo của vị này có 3 hoa tượng trưng cho 3 xứ. Hoa hồng là xứ Anh, cỏ 3 lá là Ireland, hoa kế là Scotland. Còn đối với xứ Wales là hoa thủy tiên của đồng hành Bro. Nhưng do xứ Wales được thành lập vào thế kỷ 20 nên không có trên biểu tượng này. Và xin mời đại diện có hộp số 3 phòng trưng bày trang phục của Nhật Bản. À vâng, phòng này là phòng trưng bày trang phục của Nhật Bản. Kết thúc thời kỳ Song Quân và Samurai, mình xem ở khu số 1. Thời kỳ này thời kỳ Thiên Hoàng Minh Trị Nhật Hoàng, năm 1868 đến năm 1912. Lúc này Nhật Hoàng có thêm một cuộc cải cách, đó là Minh Trị Duy Tâm. Ông khuyến khích người dân của mình uống sữa thay nước, tập thể dục điều độ để gia tăng chiều cao của mình. Tại thời điểm này thì toàn bộ trang phục được Tây hóa đi, bao gồm quần, áo lẫn vũ khí. Vũ khí đã không còn sử dụng kiếm katana nữa mà họ chuyển sang sử dụng kiếm Tây Âu. Họ sử dụng kiếm Tây Âu đến thế chiến thứ 2, họ lại sử dụng lại kiếm katana. Tuy là Tây hóa đi trang phục lẫn vũ khí, nhưng cái phong tục mổ bụng tự sát của họ thì vẫn còn. Và để phân biệt được cấp bậc của các vị trên sẽ dựa trên đường viền nón, phần viền Tây Âu. Vì nào đường viền càng nhiều thì vì đó cấp bậc càng cao. Đúng vậy, bên này vậy. Còn riêng về này, trang phục sẽ khác hơn so với các vị tướng khác. Ông này quản lý vùng biển thì gọi đô đốc hải quân. Mũ có thiết kế như có thuyền ốc ngược và thì khi ra biển sẽ không bị giật tóc bay cả. Dạ, thì thắc mắc như này. Thank you.
1620 đã được 404 năm tuổi và cũng được coi là khẩu súng cổ nhất trong bộ sưu tập súng Hỏa Mai của bảo tàng. Cái phần báo súng này được làm từ ngà voi, vỏ chai và xà cừ, được điêu khắc tạm trổ các cầu kỳ chi tiết trên báo súng. Và đây vẫn là bình vận thuốc súng. Cái phần báo súng màu trắng ở phía dưới đây, nó được làm bằng nguyên khối ngà voi. Còn bên phía tủ bên này là trưng bày là khẩu súng trường của Mỹ, Đức và Hà Lan. Đặc biệt nhất là khẩu súng trường dài đứng thứ hai số của cái chốt đẹp. Khẩu này của Hà Lan sản xuất vào năm 1851 và hiện tại trên thế giới chỉ còn hai khẩu. Một khẩu đang được trưng bày tại bảo tàng Anh, còn một khẩu đã được chủ Lord Taylor sở hữu và trưng bày tại bảo tàng. Cái phần chốt thứ hai dùng để cố định trên mặt cầu để xoay và bắn. Súng này thực tế là riêng cho lính hải quân đã có thước ngắm và đứng lên để hỗ trợ. Thì thật ra đây là khẩu súng thử nghiệm được Hà Lan sáng chế ra hai cây để phục vụ cho chiến tranh. Nhưng trong quá trình thử nghiệm nó không đạt tiêu chí mà nó ngưng sản xuất và chỉ sản xuất ra hai khẩu thôi. Thì đây là hồi điểm tin tưởng này. Vâng, đến đây là mình đã kết thúc khu số 2 như thường trình. Tiếp theo sẽ là tham quan khu trưng bày trang phục của Hoàng Gia Việt Nam. Đó sẽ có khu 3, khu 4 là khu trưng bày súng máy và trang phục lần này. Xin cảm ơn thầy về đủ. Súng mà có sợ nó lắm. Nhà cửa bên phải lên đầu tiên, cô Quang xin cảm ơn ạ. Dạ. Cảm ơn ạ. Cô với cô Lan tắm quá trời luôn. Làm biết. Ô, mấy người này cao to quá đi. Nếu mà người thật thì đúng là họ cao to thiệt chứ. Mình thấy người ta qua mình thì đâu có cao được. Cái này họ mặc trang phục như thế này là khi họ đi diện kiến vua của mình là quý tộc nên một tóc giả quý tộc quân pháp sẽ bị người ta quỳ. Còn bên kia là hang của anh đứng chính giữa là đồng phục tòa án của anh, trang phục đó mặc vào ngày chủ nhật đó, tham gia lễ hội triều hội là chính. Đứng cuối cùng cầm cái thùng đó là quân y bác sĩ của quốc anh một lần quân đội. Còn phía sau bên này đã trình bày bốn vị bên đây là bốn trang phục chính phủ triều đình của chúng ta, bốn vị, bốn công việc, bốn quan chức khác nhau. Tính từ trái sang phải thì ông này là bên quân sự, tòa án, dân sự, hành chính nên trang phục là khác nhau hết. Trang phục họ thường mặc là trang phục màu đen, áo là áo quân tôn, đa phần quân là quân lệnh, có một số mặc áo có dân sự. Quần lửng mặt tắt là chuyện bình thường. Còn những cái quân của mình này là của Nhật Bản này. Cái thời Quốc Nguyên Hoàng Minh Trị, cái thời Duy Tân Minh Trị là Nhật Bản học tập theo châu nên Nhật Bản với cái châu luôn. Đây gọi là quan chức ngoại giao của Nhật 1872 Nhật Bản sẽ trong quần này. Đây là hành chính của anh. Ngoại giao của Nhật, hải quân của Pháp, ba quốc gia khác nhau. Còn cái ông mặc váy này là gì? Scotland, con trai mặc váy. Áo đỏ là trang phục khi họ đi chiến đấu của anh. Nhưng mà mặc váy caro là biết họ là người Scot trong quân đoàn, là một trong bốn xứ của anh. Họ mặc kiểu này phân biệt anh thôi. Mặc dù là một trong bốn xứ, nhưng họ không muốn người ta kêu họ là anh, kêu họ là người Scot. Họ mặc kiểu trang phục này để phân biệt họ ra. Còn bên này gọi là kỹ sư. Việt Nam gọi là công binh đó, nhưng bên Anh thì gọi là kỹ sư. Đứng đầu lực lượng này gọi là kỹ sư trưởng đó. Ở này gọi là kỹ sư trưởng. Công binh.
Nhưng họ về kỹ sư. Còn bên này á, dạ, những vị bên đây thì là đô đốc ạ, là tướng hải quân của Pháp. Vị này mặc trang phục là khi họ đi chiến đấu. Chiến đấu có hai cái cầu quai hai bên. Trên cầu quai thắt lưng đều có ký hiệu riêng của hải quân, hình cái mỏ leo đó, mỏ leo đại diện cho hải quân. Ông này cũng là trang phục chính phủ, là chính phủ Anh. Ông này cũng là hải quân Pháp, hải quân Pháp, hải quân Pháp, chính phủ Anh. Còn phía bên này, dạ, ông bên này là vệ sĩ là bảo vệ cho hoàng đế. Trên trang phục là cái vương miện đó, vương miện đại diện cho hoàng gia. Ông đứng bên cạnh là bộ binh, có hai cái túi này. Những cái túi như thế này, nếu ở thế kỷ 18, 19 đó, là một túi đựng đạn, một túi đựng thuốc súng. Nhưng mà cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20 là đựng đạn đó, vì thuốc súng là trong viên đạn. Chứ mà thuốc súng riêng viên đạn riêng, còn sau này thuốc súng trong viên đạn. Là viên đạn luôn, chứ không còn thuốc súng nữa. Ông đứng phía bên này là kỵ binh này, là cưỡi ngựa chiến đấu. Trang phục kỵ binh của anh là trang phục màu đen, có nút thắt giống kiểu Trung Quốc này. Mà trang phục sau này sẽ có thêm màu đỏ nữa, để phân biệt với một số quốc gia khác. Nhưng đặc trưng là Hà Lan, vì Hà Lan giống trang phục này luôn. Hà Lan cũng giống y chang. Thế là quốc gia đều giống nhau hết rồi. Còn ông này á, đến bây giờ chúng ta vẫn thấy được vị này là cái vị đứng gác trước cổng cung điện của nước Anh, cung điện Buckingham đó, đứng nghiêm trang là vị này. Vị này thành lập từ năm 1650, bây giờ được 374 năm, gần 4 thế kỷ rồi vẫn giữ trang phục y chang đó. Cái bộ phim Hàn viết của biết tháng này rồi, nói chung là ông đứng mà không nhất luôn, gần mấy trăm năm rồi một kiểu đó. Trang phục luôn may mới, nhưng mà kiểu cách không thay đổi, một kiểu duy nhất không thay đổi trang phục. Yeah. Ông này là kỵ binh, kỵ binh Dragon, kỵ binh rồng của anh. Ông này tham gia chiến cảnh chiến qua Tích Lô, cảnh đánh uống rồi mà kỵ binh là xuống ngựa chiến đấu, tới mục tiêu xuống ngựa chiến đấu. Còn cái quầy bên này gọi là lính biên phòng, trung đoàn biên giới của anh, mà có hai cái túi này, hai túi này. Còn ông này là của Alan, cũng là một trong bốn sứ. Trên cái cổ áo của Alan có cái bức họa của Alan là cái cỏ ba lá. Thấy trên trang phục anh á, mà thấy cỏ ba lá là biết họ là của Alan nè. Nhưng sau này họ tách khỏi nước Anh rồi, họ còn cái bắt Alan của anh thôi. Nên sau này nước Anh gọi là Liên Hiệp Vua Quốc Anh á, và bắt Alan. Chứ không phải là Alan á, Alan độc lập rồi, còn cái bắt Alan thôi. Còn cái vị rồi, cái nón cối màu trắng bên này là thủy quân đánh bộ của anh. Ông này thành lập từ năm 1755, là một trong đội quân tân binh nhất của anh, đi chiếm thuộc địa như ông này. Cái nón cối màu trắng này là bên châu Âu, đồ qua trái rất nhiều, trong đó có Pháp, đồ Việt Nam. Sau này nón cối này gọi là nón cối thuộc địa đó, vì khi họ đánh thuộc địa họ rất nhiều. Còn cái vị cầm cái kèm bên này là cái phòng con ngựa phía dưới đó. Ông là trung đoàn kỵ binh cấp cao đó, đi trước mở đường thổi kèn đó. Ông này phục vụ trong quân đó, chứ không đi chiến đấu. Ông chỉ có chết trong quân thôi. Còn cái người bên này là người kỵ binh lính già của anh. Ông này sống trong huyện dưỡng lão Chelsea của anh. Ở thành phố Chelsea có một cái huyện dưỡng lão dành riêng cho lực lượng này. Ông này quen quân rồi, là người được hưởng mọi trợ cấp rồi. Chứ mà quân đội như thế nào mà hưởng cái đó, quen quân. Tất cả cái gì đó là họ muốn hết. Còn cái vị bên này là vệ binh tối cao. Tối cao vì họ được tuyển chọn từ lực lượng hạ sĩ quan, phục vụ quân đội là 22 năm. Phục vụ thời Elizabeth, nơi hoặc có chữ E số 2 mà chưa R. Elizabeth địa vị, R là Royal, mà hoàng gia Elizabeth địa vị. Nữ hoàng bắt đầu thì con trai luôn, mà con trai luôn thì giờ có còn nữa. Còn những vị bên này là của thị sĩ này. Đây là lục quân thị sĩ. Trang phục bên đây là trang phục thế kỷ 20, là trang phục thế chiến. Hai ông đứng giữa, trang phục mùa nóng. Hai ông đứng bên cạnh là trang phục mùa lạnh. Chúng ta có hai mùa khác nhau, nhưng họ thuộc về xứ lạnh đó, nên mùa đông là ngoài đỉnh hết, phải mùa đông hết. Những cái túi này đựng đạn. Những cái số hiệu trên đó là số hiệu trung đoàn 39, trung đoàn 41 vậy đó. Là có hết rồi.
mà ta ba lô phía sau là lập được lâm không? Hôm nay 6 vị kỵ binh. Kỵ binh anh là trang phục nút thắt chút kiểu Trung Quốc, nhưng mà trên sau này có màu đỏ đó. Màu đỏ nếu phân biệt về Hà Lan, người Hà Lan trên này có màu cam. Màu đỏ, màu cam tới khi họ giá ta cà đó, xăm vô khắc họ bị chém. Hà Lan cứ thấy đỏ cứ chém, anh thấy màu cam chém được là mục đích gọi là khỏi bị chém lộn đó. Hai bên xăm vô thấy khắc họ bị chém. Đó là mục đích là họ bị nó chém. Còn bên này là 6 ông đô đốc, là tướng hải quân đó. Trang phục họ mặc là trang phục màu xanh đen, là xanh Na Uy, là xanh hải quân. Quê cấp bậc của họ dựa theo cái quyền này, quyền màu vàng ở cổ táo. Ông nào nhiều quyền hơn, cấp bậc cao hơn thì mày có 3 quyền, 1, 2, 3. Ông này 2 quyền rưỡi, ông này có 2 quyền. Ông đứng cuối cùng nhất bên kia có 4 quyền ở cổ táo là cao nhất. Ông 2 quyền mà là chuẩn đó, 2 quyền lớn, 1 quyền nhỏ là thiếu, 3 quyền là trung và 4 quyền là đại đó. Chuẩn, thiếu, trung, đại, không có thượng. Việt Nam là thiếu, trung, thượng, đại. Việt Nam có thượng nhưng không có chuẩn, còn họ có chuẩn mà có thượng. Họ chuẩn là 1 sao, Việt Nam thiếu là 1 sao, họ thiếu là 2 sao rồi. Còn 3 cái vị bên này là Rhodesia. Rhodesia là những trung đoàn thuộc địa của Anh phục vụ châu Phi, thành lập từ tháng 5 1940 đó, Thế chiến thứ 2 nên trang phục đơn giản đi. Trang phục sau này càng màu mè càng dễ chết, nên càng đơn giản càng tốt. Cứ nghĩ trang được là sống lâu, và màu mè là chết sớm hết. Nên anh sau này không dám màu đỏ rồi, vì cái màu đỏ là màu dễ chết sau này, chứ còn nó không về đất được rồi. Trước đánh dạng hàng thì màu đỏ không sao, những hai hàng bánh hàng thì màu đỏ cái màu đỏ thôi. Mà sau này đất được, mà càng đất thì càng màu đỏ càng dễ hay. Mà một ông về phát hiện là coi như nguyên chúng ta chết hết. Thì thôi thì sống lên họ đã, còn bên kia là chết hết. Còn này là cảnh sát Nam Phi, là Nam Phi cảnh sát. Ông kia là công quân Nam Phi, ông này công quân, này cảnh sát. Ông này là Zimbabwe, Rhodesia là Zimbabwe. Zimbabwe là quốc gia siêu lạm phát, nguyên xe tiền mua được bẩn tiền. Zimbabwe. Họ đang đánh cảnh. Trước họ là kỵ binh á, nhưng sau này đưa mà làm cảnh đâu. Ra xếp hai hàng bắn lên trời, bắn xong đi hoàng hết một rồi. Làm cảnh là chết. Đánh cảnh. Đánh học cung chứ làm cảnh thôi, chứ không thì chiến đấu. Đến này mặc dù là rất giỏi và đẹp mà cho làm cảnh. Rất giỏi và đẹp, bóp dáng cao to. Còn cái quỷ bên này cũng là người Scotland này. Ông này là trang phục anh sau này rồi, mà ông mặc quần caro này. Trên trang phục của anh ấy, mà thấy cái màu caro là biết họ là người Scotland, là một trong 4 sứ văn. Không mặc quần caro thì mặc quái caro, quái caro, cứ caro là họ đó, không có chạy đường nào đâu. Chỉ Scotland là caro đâu, mà trên trang phục của anh ấy thích Scotland là caro. Ở đây nó có hai châu Phi này. Anh này là lối này. Còn phía bên này, chúng ta trưng bày hai cái ông bên này là hai ông châu Phi đó. Họ là hai vị của Vương quốc Zulu, là một phần của Nam Phi sau này. Đây là Nam Phi sau này một phần. Ông này là chiến binh này. Ông này thủ lĩnh. Thủ lĩnh mặc trang phục nhiều hơn, có nhiều đồ trang sức hơn. Ông nào nhiều răng nanh con heo rừng hơn, có cấp bậc cao hơn. Thì này rất nhiều răng luôn, cấp bậc rất cao, thủ lĩnh. Nhưng mà đây là trang phục mặc ở nhà thôi. Còn khi họ đi chiến đấu, họ sẽ cởi trần đóng khố, không mặc trang phục này khi họ đi chiến đấu. Cứ chỉ là phải cởi trần ra, mặc cái khố thôi. Họ thủ lĩnh có đeo thêm cái răng, họ biết là thủ lĩnh. Nhưng mà cái kiểu trang phục như này á, thì sau này họ lấy cái kiểu này họ đánh với anh bên cạnh, hai người kẻ thù đó. Mà vũ khí thô sơ đó, một là giáo đông, hai là cây đập, ba là kim làm từ da bò. Họ dùng cái vũ khí đơn sơ này mà đánh với anh bên cạnh. Nhưng mà cái trận đầu tiên họ thắng đó, trận đầu tiên anh họ thua vì họ chủ quan và nhận thất bại luôn. Chúng ta thấy súng anh là hiện đại rồi. Cái súng này là súng có đầu đạn, một phút súng này bắn được 12 viên đó, tầm sát thương được là hơn 300 mét đó, là cứ bắn 300 mét là nằm hết. Và do cái trận đầu tiên anh họ chủ quan, vì họ có 1.800, mà Zulu này tới 22.000 người, 1.800, vì bên này tập kích, thì bên này đánh kiểu đánh bất ngờ, bên này kiểu là tới gần rồi, mà tới gần thì bên này phải giáp ta cà nhiều hơn, mà giáp ta cà bên này ít hơn bên này thua luôn. Mà sau này thì bên này cũng là thuộc địa thôi, vì đánh càng sau này bên này càng bị bắt lợi về vũ khí, họ thua sau này. Sau này là thuộc địa của anh ấy.
Zulu là Nam Phi, mà Nam Phi là thuộc địa của anh. Nhưng hiện tại Zulu này vẫn còn bên Nam Phi á. Hiện tại bên Nam Phi họ có tới 8 triệu dân. 8 triệu dân Zulu vẫn còn tồn tại đó. Và hiện tại hoàng gia Zulu vẫn còn tồn tại. Hoàng gia này có 8 triệu dân đó. Và hiện tại tổng thống Nam Phi là người Zulu. Ông là người Zulu. 8 triệu dân đi bầu cử, tao biết số lượng rất lớn. Mà 8 triệu dân nó bầu một ông là tao biết rồi đó. Nó 8 triệu phiếu làm đó. Còn đây là mấy cái bình dưới nước. Cái số 27 số thứ tự á. Cái số này là số chúng ta biết rồi, số thứ tự họ. Khi họ kiểu cảm tử á thì họ là số 27 thì họ chạy lên. Ông số 1 chết, ông số 2 lên, số 2 chết lên từ từ số 27 tới ổng lại lên luôn. Kiểu là cảm tử thì bắt buộc bóc số nè. Thì bóc trúng số nào chạy lên số đó thôi. Ông là bóc số 1 mới đầu thôi. Phải ông mới chạy lên đầu tiên á. Bị bấm chết rồi coi như số 2. Nói được không? Khỏe không? Xin chào. Hello. Dạ, đi ta. Hello. Ăn chưa? Có gì ăn không? Ăn không? Hello. Khỏe không? Có gì ăn không? Đồ ăn còn nhiều mà. Thôi bye bye nha. Bye bye. Rồi. Chị chưa chụp hình hả Lâm? Đứng hai bên bị chụp cho Lâm. Ủa đi nào rồi qua bản? Hay 30 viên này, có một người bắn, một người nạp đạn. Họ thay liên tục rất nhanh. Cái này họ thay. Cái này họ thay sơ khai với sau này. 2-3 giây là hết một con đạn được chuyện bình thường. Này bắt đầu súng máy hiện đại rồi. Còn cái khẩu súng này là Trung Liên Lewis, được đặt theo họ ông này, Isaac Newton Lewis. Ông này đại tá Mỹ. Súng này bán vào miền cho anh, nên súng này của anh. Sản xuất từ năm 1911. Băng đạn là dĩa đạn tròn là 47 viên. Khi họ bắn, họ ráp dĩa đạn phía bên đây, bắn bóp gò băng đạn xoay tròn. Cái nòng nhỏ này, cái nòng to này không phải nòng súng. Còn nòng nhỏ là nòng súng phía trong đó. Nòng phía trong là nòng nhỏ, là nòng súng. Cái nòng to này dùng để tải nhiệt đó, làm cho khẩu súng không bị nóng đâu. Cầm là có khi... thể cầm tay đây được không? Dạ không, súng này không dắt đi đâu rồi. Súng này thì họ phải dắt họ chạy thôi. Nhưng mà khi họ chạy, họ dắt bên kia. Nặng lắm không? Dạ, thì là mười mấy ký, chứ không có gì. Mà khi họ bắn thì có một cái lá bên này bắn không khí chạy vào, nó chỉ làm cho kiểu này nó mát đi. Mà súng này trong thế chiến thứ nhất á, là gắn trên máy bay bắn, nên gọi súng chu lực không quân trong thế chiến thứ nhất. Là có một ông lái bay súng chu liên đâu này nè, đây nè. Còn cái khẩu súng này là Trung Liên Bren. Trung Liên khẩu này khẩu của anh 1930-1935. Nhưng mà súng chu liên họ làm cấu tạo hơi đặc biệt này, vì cái băng đạn họ gắn ngược như thế này. Vậy sao ngắm vì ta? Họ gắn ngược này khi họ nhắm thì không để nhắm thẳng được, thì nhắm phía bên trái. À, nhắm bên trái. Còn súng hả? Này á thì qua bên Việt Nam á, Việt Nam lấy được, đặt tên là Trung Liên đầu bạc, vì cái đầu nó bạc. À, cái đầu bạc. Sau này trong kháng chiến chống Mỹ á, thì Việt Nam dùng súng này để bắn trực thăng luôn. Bắn máy bay tầm gần, vì cái tầm sát thương đó là khoảng tầm 1.000-1.200. Đầu dưới ta. Đầu bạc đây, vì cái đầu nó bạc á. Nó vậy nhỉ? Việt Nam gọi là đầu bạc. Còn bên người ta gọi là Bren. Qua Việt Nam đổi tên luôn. Súng đầu bạc. Còn bên này là Tiểu Liên, còn nó nhỏ hơn là Tiểu Liên. Đúng rồi. Tiểu Liên BSH-41 Liên Xô, sản xuất từ năm 1941. Liên Xô gọi súng này súng chu lực mình trong Thế chiến thứ hai, vì súng này họ bắn rất hiệu quả. Băng đạn này 74 viên, khẩu súng này 1 phút bắn được 900 viên. Vì nó bắn rất nhanh, ưu điểm của nó là bắn rất nhanh. Mà nhược điểm khẩu súng này khi bị nóng lên là bắn dễ bị kẹt đạn. Ưu điểm bắn nhanh, nhược điểm dễ kẹt đạn.
Thật ra súng này là được Liên Xô viện trợ cho Việt Nam trong kháng chiến Pháp, đặc biệt chiến dịch Điện Phủ đều có. Liên Xô viện trợ rất nhiều chứ không phải là Liên Xô viện trợ đâu. Cảm ơn ông Liên Xô. Còn bên này khẩu Lancaster này, cái khẩu này á, là lúc đầu anh họ chế tạo á, họ dành riêng cho lính với dù đó. Vì ông lính với dù ông cầm cái khẩu súng dường như dù súng cầm bắn luôn để áp lực lại phía dưới, thường thì ông bị phía dưới bắn phía trên mà không biết làm gì hết. Thằng cái khẩu súng này là dường như dù súng á, ông cầm cái khẩu súng như này rồi bắn luôn, bắn xuống dưới. Đây vừa là băng đạn, vừa là tay cầm luôn. Vừa băng hết. Đạn là 32 viên, khẩu súng này 1 phút bắn được 600 viên. Vừa hết là bỏ băng đạn nó ra dành luôn. Đúng rồi, họ xin phó băng đạn khác họ ráp vô. Lẹ. Không ai đem đủ 600 viên rồi. 200 viên là bỏ. Không cần. Còn phía bên này là hai khẩu cạc pin gọi là M1 của nước Mỹ. Khẩu này M1 1938 bán súng làm từ gỗ, nó không sắt lại được. Khẩu này M1 1942 bán súng làm từ sắt, sắt lại được. Khẩu này dành riêng cho lực lượng lính giới dù của quân đội Mỹ luôn. Có một lần bắn là 5 viên đạn. Súng này bắn rất chính xác, bắn ít gì bị giật. Đây là hai dao lê, nó vừa dao vừa lê luôn. Gắn vào súng đi đâm đó nên mới gọi là dao lê. Còn phía bên này chúng ta có một số khẩu súng của Đức Quốc xã, súng lục của Đức Quốc xã, súng ngắn thôi. Cái khẩu súng này gọi là Mauser C96, là dạng súng lục tự động đầu tiên nhất trên thế giới, nó có băng đạn 5 viên. Còn hai khẩu súng này là hai khẩu súng chiến đấu thực sự của Đức. Còn khẩu súng này giống kiểu là tặng thôi, là ai lên chức lên cấp tặng cái khẩu súng này, giống kiểu là biểu tượng để khen thưởng thôi, họ tặng cái khẩu súng này để lên chức lên cấp thôi. Còn hai dao găm này với hai cán tay cầm khác màu với nhau, trong lòng dao găm có dòng chữ Đức, một là tất cả cho nước Đức, hai là danh dự của tôi và lòng trung thành. Đó hai người của Đức Quốc xã, Đức Đức và là trên. Đây giấy chứng minh của quân nhân, là quân nhân ra đường phải có giấy như này, đi theo giấy chứng minh đó. Còn đây phiếu là đổi lương thực đó, họ là có cái phiếu như này. Đó là giống thời bao cấp Việt Nam, phải có cái phiếu này để đổi được lương thực, còn không là khỏi đổi. Còn phía bên này thì chúng ta có những cái ông bên này, đây là của quân đội Anh hết. Anh sau này không mặc áo đỏ, chuyển sang màu này hết. Màu đại nghĩa trang tốt hơn, vì cái màu đỏ nghĩa trang không đổi, chuyển sang màu này. Màu đại nghĩa trang tốt hơn, chuyển sang màu khác liền. Ông đây mặc nạ phòng độc, dùng cho bên chủng hóa học, là sinh hóa học đó, là khi họ dùng chất độc hóa học thì có lực lượng, họ dùng chất độc hóa học. Thật ra thế chiến thứ nhất là có dùng chất độc hóa học rồi, dùng vũ khí hóa học đó đánh ở bên kia. Còn đây là lực lượng lính thủy đánh bộ này, ông này dùng trong thế chiến thứ hai, thủy quân đánh bộ của nước Anh. Cái khẩu này khẩu mang tên đó, còn cái nòng này nòng giảm thanh này, đây nòng giảm thanh đầu tiên trên chiến thuật đó, đó nòng giảm thanh đó. Đó là lính thủy đánh bộ đó, trước là họ vẫn nón màu trắng đó. Nhưng sau này thế chiến thứ hai họ mặc kiểu trang đầm ri rồi. Rồi quân thủy quân đánh bộ của anh. Còn đây các kiểu súng Colulo này, súng bán tự động đó. Vì khi người ta bắn được viên thứ nhất là đặt cái cò phía đường đó, ủa sai mới sai qua được, bắn được viên đó. Cũng gọi là bán tự động chứ không phải tự động. Tự động là khẩu súng phía bên kia là tự động, nó có băng đạn rồi, băng đạn mới tự động. Cái súng này bắn chưa tự động. Có cái có rồi chơi là bỏ một viên đạn vô đó, nó sai hai ông bắn đó. Đúng rồi, ông này trúng là coi như xong rồi. Và chơi một viên đạn. Còn đây là lực lượng SAS này, SAS, lực lượng đặc nhiệm hàng đầu của Anh. Công việc chính của lực lượng này là giải cứu con tin chống khủng bố là chính. Lực lượng siêu SWAT của Mỹ hoặc từ những người Việt Nam này được thành lập trong thế chiến thứ hai. Lực lượng đặc nhiệm của nước Anh đó là SAS, lực lượng hàng đầu của Anh. Đây là trang phục hiện đại rồi, hiện đại của họ đó. Còn phía bên này, ở đây là không quân của Anh. Không quân Anh được thành lập đầu tiên nhất trên thế giới là cuối thế chiến thứ nhất năm 1918. Đây là không quân. Ba này thuộc về không quân hết. Còn ba đứng phía này là thuộc về hải quân. Hải quân, không quân của Anh. Còn đây có người phụ nữ bên này. Phụ nữ là cảnh sát đó. Cảnh sát đặc biệt Bắc Âu là. Cảnh sát này là cái này, họ là kiểu là hoặc là bán quân sự thôi, chứ không phải là quân sự đâu. Là thời bình hoặc là bán chiến tranh hoặc là quân sự, hoặc là cảnh sát đặc biệt ở bên Ireland, là Bắc Ireland sau này. Hôm nay chúng mặc váy
váy màu cam cam đâu đâu, nhưng mà là cái màu caro này. Caro là người Scotland, còn cái màu này không phải, màu này của Ireland. Ireland á, đây là gọi là Bắc Ireland. Đây có kẹt túi này, vẫn là không mặc quần trong. Còn những cái quỳ bên này là quân đội đặc nhiệm, đang là lực lượng lữ đoàn dễ dù, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ để Thổ Nhĩ Kỳ. Còn hai khẩu này là Winchester, mỗi lần bắn được hai viên đạn. Còn đây là quân đội Scotland. Hai ông này là quân đội Ấn Độ, Ấn Độ. Còn cái ông bên này là cảnh sát Canada. Họ đang trang phục ăn tiền của họ đấy. Là khi quân đội Anh họ đi ăn tiền họ mặc kiểu trang phục đó, gọi là trang phục dự tiệc đó. Hôm nay là quân y hoàng gia, đây là trang phục dự tiệc của quân y hoàng gia. Là bác sĩ của anh đó. Đây trang phục này, còn đây là trang phục diễu binh diễu hành. Còn cái khẩu súng bên này, nếu Việt Nam gọi khẩu súng này gọi là K59. Đây là K59. Liên Xô sản xuất ra gọi là Makarov, qua Việt Nam khẩu này gọi là K59. Đây côn 45 này, côn ở đầu của nước Mỹ. Còn khẩu này là MB40 của Đức Quốc xã. Đây là MB41 của Đức Quốc xã. Đây là DE đại bàng sa mạc, súng lục mạnh nhất thế giới. Đấy rồi, súng lục mạnh nhất. Bắn xa. Đúng rồi, bắn rất xa và độ sát thương rất mạnh. Đây đúng rồi. Đây là Beretta, súng này súng của Ý, 1980. Một khẩu là đen, một khẩu là bạc. Sau này quân đội Mỹ dùng rất nhiều. Đây là M3 của nước Mỹ. Khoảng M3 đó. Đạn nó xài chung luôn hay sao bạn? Đây, đạn này. Đạn này xài chung. Đạn này nó rất nhiều, họ dùng rất nhiều kích cỡ đạn. Họ có thể dùng rất nhiều băng đạn. Có băng đạn 7 viên cũng được, băng đạn 8 viên, 9 viên cũng được. Nhưng mà súng nó thì bắn hơi bị ái. Nó giật một phát, nó có thể không có tặng lực cánh tay đó. Mình được giật rất mạnh là D đó, là súng giật rất mạnh. Không tặng lực cánh tay á. Cầm hai tay. Súng nó rất ít người sử dụng, không sử dụng nhiều thôi. Còn đây các kiểu dao lê này, tôi gọi là dao lê đó, nó vừa dao vừa lê luôn. Thì chúng thấy cái lỗ ô vuông như này là khi họ kết hợp với cái phía bên này là họ gắn vào, họ làm cái kèm luôn. Là cắt từ dây kiểm gai luôn, đúng rồi. Hay gì? Nên thời xưa đặc công Việt Nam dùng cái kiểu này là họ cắt dây kiểm gai luôn đó. Đây này, cái đây này. Gắn vào cái ô này. Là làm kiểu này. Thép đó cha, chắc thép bắt hay. Đúng rồi, hộp kim thép cắt bền và chắc. Họ gắn với cái bao này, bao cái ổ này. Gặt họ gặt là như vậy. Bằng cái kèm á, nó làm cái kèm luôn. Đúng rồi. Những cái đường cắt kiểm gai á, chứng tỏ là cái thép này rất cắt. Ồ, hay không? Cắt được kiểm gai đó. Vừa dao mà. Ở đây nè, cái này cái đường gặt đó. Để cua đồ hộp á. Hay thích. Họ bỏ vô khô tròn, họ cua đồ hộp. Bật hộp pháp, đồ hộp, bật máy này gặt. Hay thiệt. Họ nghĩ rất nhiều ấy. Đa chức năng. Dạ. Thế thì bên này hết mới hết khu số 3 thôi, còn một khu số 4. Khu đó. Ở trên mình thì hết tập trung lên nghe hướng dẫn ạ. Hướng dẫn hôm nay. Ba người quân đội Nhật năm 1871 đến năm 1945 nhập đến Đông Dương, trong đó có Việt Nam. Hai thanh gươm này là thanh gươm đúc cho quân đội sử dụng. Còn thanh gươm này là thanh gươm rèn. Lúc vào ra trong cán gươm tên vị tướng, tên người rèn cây gươm. Anh năm 1858 anh đưa kỵ binh 21 qua bảo vệ nữ hoàng Ấn Độ thế kỷ thứ 19, ngày trước Ấn Độ thuộc địa của anh. Pháp năm 1831 Pháp đến ba nước Đông Dương Việt Nam, Lào, Campuchia. Trận chiến Đông Dương lần thứ nhất năm 1946 đến năm 1954 Pháp thua trận Điện Biên Phủ thế kỷ 20. Ba người này quân đội quốc gia Vương quốc Phổ năm 1871 thế kỷ thứ 19
đổi thành quốc gia Đức. Đây là vua Đức. Đời vua Đức sau cùng, ông này là cháu của nữ hoàng Anh Victoria. Ba người này không quân Đức Quốc xã. Sĩ quan ớt ớt Đức Quốc xã, bộ binh Đức Quốc xã, lực lượng vũ trang của Nga thành lập từ năm 1955 đến năm 1991. Lực lượng vũ trang của Nga thành lập năm 1992 sau khi Liên bang Xô Viết tan rã. Hải quân Nga, sĩ quan quốc phòng Nga, sĩ quan quân đội Cộng hòa Dân chủ Đức là Đông Đức trong nền Mỹ. Ba người này quân đội lục địa của Mỹ năm 1700 thế kỷ 18, năm 1775 tướng Washington cầm quân đội lục địa đánh Vương quốc Anh chiếm lại nước Mỹ. Quân đội Bắc Mỹ và Nam Mỹ năm 1800, năm 1861 nội chiến Nam Mỹ Bắc Mỹ đánh nhau đến năm 1865, Nam Mỹ bàn giao cho Bắc Mỹ đời Tổng thống Lincoln thế kỷ thứ 19, thế kỷ 20. Năm quân phục lễ thủy quân lục chiến, áo đỏ là quân Nhạc. Hai quân phục lễ không quân, hai quân phục lễ bộ binh, hai quân phục binh chủng quân y, bốn quân phục lễ trường sĩ quan quân đội nổi tiếng của Mỹ, West Point, tiểu liên Thompson của Mỹ sản xuất năm 1935. Cây súng này trang bị cho quân đội sử dụng trong Thế chiến thứ hai. Đặc biệt cây súng này gắn được hai loại băng đạn, băng dài và băng tròn. Nhưng cây này sản xuất năm 1923 chỉ gắn được một băng tròn, tốc độ bắn 900 viên trong một phút. Cây súng này trang bị cho quân đội cảnh sát. Đại liên 30 của Mỹ sản xuất năm 1919, tốc độ bắn 600 viên trong một phút. Cho mà nói chuyện rung cả đất trên ta, nói chuyện rung cái gì? Đại liên MG-34 của Đức, cây này sản xuất năm 1934, tốc độ bắn 900 viên trong một phút, xa 2.500 mét, bắn thường, bỏ cây chống xuống bắn thường, bắn diệt mục tiêu, gắn cây súng lên giá đầy, xạ thủ nhìn ngắm ngắm thẳng đến mục tiêu, siết cò đầy không đụng đến cây súng. 2.500 mét ghê thiệt. Đại liên Maxim của Nga, cây này sản xuất năm 1910. Nhưng cây súng này phải giải nhiệt nồng bằng nước, đổ nước vào cái bồn này, giải nhiệt cây nồng. Nếu không có nước, bắn một thùng đạn, nồng đỏ rồi không bắn được nữa. Bỏ luôn. Cây thứ hai, nắp lớn dễ đổ nước. Cây thứ nhất phòng bên, cây này nặng 64 kg. Thùng này giữ nước, tốc độ bắn 550 viên trong một phút. Dễ nhiều nước. Mấy đứa nhỏ thêm chút xíu ơi. Đại liên MG-42 của Đức, thế chiến thứ hai, đồng minh nghe tiếng súng này đều nằm xuống hết, không ngẩng đầu lên. Đồng minh gọi cây súng này là máy cưa xương của Hitler. Năm 1942, Đức sản xuất ra cây súng này, tốc độ bắn 1.200 đến 1.500 viên trong một phút, xa 4.000 mét, nóng nồng,
rút nòng ra, thay nòng khác bắn tiếp. Quý khách muốn biết cây súng này, xem bộ phim Giải cứu binh nhì Ryan, không phải của năm tư. Thế chiến thứ hai, Đức chiếm bang năm tư, đặt nhà máy tại năm tư, súng này cũng phải của năm tư. Bốn cây số bắn chết người, bốn cây mấy, bốn rưỡi. Bốn cây số, mà sát thương đó là hai cây số mấy, ba cây. Của bộ phim này sao biết cây súng này? Đại liên Vicker của anh, cây này sản xuất năm 1912. Cây này cũng giải nhiệt nồng bằng nước, nhưng cây này nhẹ hơn cây Maxim có 40 kg, tốc độ bắn có 500 viên trong một phút. Quý khách vào sau nghe hướng dẫn tiếp, chút chú giải từ đầu hết phần nữa rồi. Qua khu vườn đồ Úc. Chuyên viên cơ khí phi hành đi theo chiếc xe H-47 để câu đồ và bảo trì máy móc. Viễn thám nhảy tóm, nhảy vào căn cứ đơn vị của đối phương. Đối phương mặc sao anh này phải mặc y quyên như vậy để ngụy trang. Nhân viên làm việc văn phòng phi công lái trực thăng, lái những chiếc UH-1. Những quân phục lễ không quân múc. Tiếp tục lên đây. Phi công lái phản lực khác phi công lái trực thăng. Lên phi cơ, gắn cái này liên lạc, gắn cái này vào, bơm không khí vào đây, ôm siết cứng bụng lại, ôm siết cứng chân lại, để phi cơ lên xuống lạng qua lạng lại. Máu dưới này không dồn lên đầu, ôm siết cứng bụng lại để ruột không lên xuống. Mình chơi cảm giác mạnh mình biết. Nhảy xuống dùng phóng xạ của hơi độc. Nhảy xuống sông biển có cái phao. Ba người này nhảy xuống những vùng để ngụy trang. Bốn quân phục tác chiến bộ binh quân đổ. Đại liên tiếp khách, cây này sản xuất năm 1937, tốc độ bắn 800 viên trong một phút. Nhưng cây súng này nặng, cây súng không 19 kg. Kỳ binh của Úc thế chiến thứ nhất, ngựa của Úc nhỏ hơn ngựa của anh. Trung Liên Nội ARBD của Nga sản xuất năm 1944. Trong nồi này dây đạn 100 viên, tốc độ bắn 600 viên trong một phút. Những quân phục quân đội Úc bởi hậu cứ. Đại liên của quốc gia Ý, cây này sản xuất năm 1937, tốc độ bắn 600 viên trong một phút. Nhưng cây súng này bất tiện vì không bắn bằng dây đạn mà bắn bằng dĩ đạn. Dĩ đạn có 20 viên, tốc độ bắn nhanh, đạn ít. Người đưa dĩ đạn vào liên tục, sơ ý đụng một viên đạn rớt ra khỏi dĩ thì bị kẹt đạn. Cho nên trên chiến trường thế giới ít thấy sử dụng cây súng này. Bộ đồ đen, tướng chỉ huy lục quân, quân đội gìn giữ hòa bình của Liên Hiệp Quốc. Những quân phục lễ hải quân Úc, bộ đồ đại lễ, bộ đồ tiểu lễ, đồ làm việc màu khác, đồ đen sứ thạnh, đồ trắng sứ nóng. M16A1 của Mỹ sản xuất năm 1967, tốc độ bắn 700 đến 900 viên trong một phút. Đại liên M2 hay đại liên 50 phòng không 12 ly 7 của Mỹ sản xuất năm 1919, tốc độ bắn 600 viên trong một phút. Đầu đạn chạm nổ. Súng cối 60 của Mỹ sản xuất năm 1930. Cây mắt xiên đời đầu, lỗ đổ nước bằng ngón tay nằm đây. Đại liên SD-43 của Nga sản xuất năm 1943. Cây này thay thế cây Maxim, không còn giải nhiệt bằng nước,
tốc độ bắn 600 viên trong một phút. Trung liên đĩa của Nga sản xuất năm 1928, tốc độ bắn 600 viên trong một phút, trong đĩa 60 viên. Bazooka hay là rocket bắn tăng của Mỹ năm 1942, 90 ly. Của Anh năm 1983, 94 ly, bắn xa 500 mét. Hàn Quốc, binh chủng Mãnh Hổ, binh chủng Bạch Mã, binh chủng Thủy quân lục chiến. Hai trái lựu đạn Mỹ, ba trái lựu đạn Nga, trái đạn thấp M79 bắn từng trái xa 375 mét, bốn trái đạn cao MK19 bắn liên thanh, một dây đạn 50 trái bố cò quay đi hết 50 trái xa 1000 mét. Trái mìn Claymore 700 viên bi sắt nằm trong trái mìn này, bi tròn bằng hạt tiêu, nổ một hướng phía trước, trong vòng bán kính phía trước 45 mét là chết, độ xa 45 mét, ngoài 45 mét là bị thương, cấm sản xuất vì sát thương quá lớn. Đồ dự tiệc không có nút, hai bộ đồ dự tiệc không có nút. Đức, Anh, Ý, Thụy Điển, hai cây quốc gia áo K-59 Nga, K-54 Nga, con ngắn Nga, con dài Nga, cao bồi Mỹ, B-38 Mỹ. Cây này sản xuất năm 1830, nội chiến Mỹ có sử dụng cây súng này. Kính thưa quý khách, nhắc đến vũ khí, người ta nghĩ đến chiến tranh và mất mát. Tuy nhiên, vũ khí cũng là một công cụ giành lại thái bình cho một quốc gia. Khi sưu tầm và trưng bày những vũ khí, quân trang, quân dụng qua các thời kỳ của nhiều quốc gia trên thế giới cho quý khách thưởng lãm, ông Robert Taylor chuyển tải một thông điệp: những gì thuộc về lịch sử quá khứ, xin hãy khép lại, hãy trân trọng giá trị hòa bình, trân trọng giá trị cuộc sống tự do bác ái hôm nay để vươn tới tương lai tốt đẹp hạnh phúc. Xin cảm ơn quý khách đã dành chút thời gian đến tham quan bảo tàng. Kính chúc quý khách được nhiều sức khỏe. Xin quý khách cho ông chủ biết cảm nghĩ của quý khách khi đến đây. Xin chân thành cảm ơn. Lấy đâu lấy. Thank you.